Hôm nay bác sĩ Phương sẽ chia sẻ với các bạn về một cái tình trạng tiêu xương hàm, một vấn đề mà nhiều người thường chủ quan vì nó không có biểu hiện ngay sau khi mất răng. Tuy nhiên, nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, tiêu xương hàm có thể gây ra những cái nguy hiểm khôn lường. Có 7 cái nguy cơ có thể gặp phải khi bị tiêu xương hàm. Cái thứ nhất là giảm chức năng ăn nhai. Khi mất răng, các răng còn lại phải làm việc nhiều hơn, dẫn đến suy yếu và dễ lung lay. Điều này khiến cho người bệnh cảm thấy khó khăn khi ăn nhai, đặc biệt là nhai các thức ăn cứng và dai. Cái thứ hai là mất cân đối cái khuôn mặt. Khi mất răng, xương hàm sẽ bị tiêu, dẫn đến cái khuôn mặt của mình bị mất cân đối này, cái má tóp, da chảy xệ và nhăn nheo. Điều này khiến cho người bệnh trông già nua và thiếu sức sống. Cái thứ ba là lệch khớp cắn. Răng và xương có cái mối quan hệ mật thiết với nhau. Khi mất răng, các cái răng còn lại sẽ bị xô lệch, dẫn đến cái lệch khớp cắn. Điều này khiến cho người bệnh khó ăn nhai hoặc là khi phát âm và ảnh hưởng đến cái thẩm mỹ, gây ra các cái vấn đề về sức khỏe răng miệng khác. Và cái thứ tư là tăng nguy cơ mắc các cái bệnh răng miệng khác. Tiêu xương hàm khiến cho răng còn lại nó trở nên yếu ớt và dễ bị tổn thương. Điều này làm tăng nguy cơ mắc các bệnh răng miệng như là viêm níu này, viêm nha chu này hoặc là sâu răng. Cái thứ năm là tăng nguy cơ mắc các bệnh toàn thân. Răng miệng có mối quan hệ mật thiết với sức khỏe toàn thân. Tiêu xương hàm có thể làm tăng các cái bệnh toàn thân như là tim mạch này, tiểu đường này, đột quỵ này. Và cái thứ sáu là ảnh hưởng đến cái tâm lý. Tiêu xương hàm còn có thể khiến người bệnh cảm thấy tự ti, mặc cảm, ngại giao tiếp và ảnh hưởng đến tâm lý, chất lượng cuộc sống. Cái thứ bảy là gây khó khăn trong việc phục hình. Tiêu xương hàm khiến cho việc phục hình răng trở nên khó khăn và tốn kém hơn. Trong một số trường hợp, người bệnh có thể phải phẫu thuật ghép xương trước khi phục hình răng. Và nếu bạn đang gặp phải cái tình trạng mất răng, hãy đến ngay nha khoa để được bác sĩ thăm khám và tư vấn cái phương pháp điều trị phù hợp cho các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hãy đừng quên nhấn nút đăng ký kênh YouTube của bác sĩ Phương để không bỏ lỡ những cái thông tin hữu ích về sức khỏe răng miệng và cập nhật những cái phương pháp điều trị mới nhất. Bác sĩ Phương sẽ luôn ở đây để chia sẻ và giải đáp mọi cái thắc mắc của các bạn. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo.